Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Ông Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời các bạn, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Kiểu em sống nội tâm một chút, nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Nhay là em sẽ làm mặt lặng à, mà nhay nữa là em sẽ giận luôn. Mà anh không thích nhay nhiều. Anh nói em hay là yên tâm đi, về nhay nhay chút em hết nóng rồi. Ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi. Có ấy không có gì đó. Ẻo à công. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Mình giới thiệu lớn lên cho bên kia cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, dạ. Lời nói đầu tiên cho em xin chào chú Quyền Linh. Dạ, chào cô Hồng Vân. Dạ, em tên đầy đủ là Nguyễn Phúc ạ. Năm nay em 24 tuổi. Sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, em ở quận 4 và đang làm việc ở quận 2 ạ. Phúc làm gì Phúc? Dạ em làm bên lĩnh vực khách sạn nhà hàng chung cư ạ. Khách sạn nhà hàng chung cư mà làm về cái gì cụ dạ, thể? Dạ em làm bên an ninh ạ. Xin mời nhà gái. Dạ lời nói đầu tiên con em xin chào chị Hồng Vân và tất cả mọi người, và chào anh Quỳnh Linh với bạn trai bên đó. Em xin giới thiệu là em tên là Trần Phương Kim Thi, nên em được 26 tuổi, sinh sống tạm biệt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dạ em buôn bán nước hoa kinh doanh online ạ. Dạ em ở phường 7 Tân Bình luôn ạ. Vậy nhỏ hơn mình đây 2 tuổi. Nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một. Cái câu cũng bà rất đúng luôn. Hợp với em luôn, hợp với em. Vậy là hợp rồi, coi như thuận lợi ban đầu rồi ha. Dạ. Và nói cho mọi người cùng biết là cái ưu điểm và khuyết điểm của Phúc là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em là người tự lập, có tính tiết kiệm, chân thành, nhiệt tình trong công việc, rồi vui vẻ và hòa đồng. Dạ, khuyết điểm của em thì nói ra hơi nhiều. Tiêu biểu là em có hút thuốc ạ. Dạ, được không? Dạ, không, cũng ít ạ. Ít. Em không có biết uống rượu, em chỉ có uống bia thôi. Nhưng mà kiểu là uống chút chút, kiểu xã giao là chính rồi. Kiểu em sống hơi nội tâm một chút. Rồi kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em. Dạ, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Sống điên điên khùng khùng nhay nhay. Dạ, nhưng mà ở nhà thôi. Ở nhà thôi, ở dạ, ngoài không có vậy. Dạ đúng rồi. Ở ngoài vậy cũng vui đó. Rồi, mời nhà gái. Mình. Dạ, ưu điểm của em là thích ca hát và làm nấu ăn ạ. Cũng thích cái vẻ đẹp nữa. Nhưng mà... Đẹp đúng không? Dạ, vâng. Dạ, khuyết điểm của em là nóng tính. Nhưng mà nóng tính cái hồi là mình cũng tự làm lành à. Có một cái người bạn trai mà về nhà cứ khùng khùng điên điên thì sao? Dạ, khùng khùng điên là em... Nhây đó, nhây dạ, đó. Nhây là em sẽ làm mặt lặng à. Mà nhây nữa là em sẽ... giận luôn, anh không thích nhây nhiều. Đó, nhà trai ơi, người ta không thích nhây kìa. Trời ơi, cuộc sống giờ nó áp lực quá, nhây nhây cho nó vui. Em thường thường thì em trong phòng mà nếu mà em tập thể dục á, thì mới nhây thôi. Kiểu như là em mà nghe nhạc hay gì là em giống như là em bị cái cảm giác mà có âm nhạc hay gì em mới là được chính em trong âm nhạc vậy. Vậy đó hả? Tức là nhạc lên làm gì? Dạ kiểu là hát rồi nhảy rồi vậy. Giờ tao thử nhạc lên coi em nhây cỡ nào. Hay để đếm nữa kéo gàm đi. Chúng em kéo. Mở rào ra nhạc lên coi em nhây cỡ nào nha. Dạ em có một bài nhảy em tặng cho rồi, bạn okay. Nữ kế bên à. Vậy là được rồi đó. Nói sẵn nói về các mối tình của bạn luôn đi. Em thì chính thức là có hai mối tình à. Một mối thì vài tháng. Và mối sâu đậm nhất của em là gần một năm. Cũng như nhau à. Là cũng là vài tháng luôn á. Mà cái mối tình gần năm đó sâu đậm là em có chia sẻ là em với cô bạn đó là quen biết nhau trong chỗ làm thì... Quen trong khách sạn hay nhà hàng hả? Dạ. Xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Dạ trong khách sạn nè. Chỉ là nhân viên làm trong khách sạn đó anh. Chứ không, với lại khách sạn đó phòng nó xịn, nó mắc lắm. Chứ tụi em cũng nhân viên không có tiền để mướn trong đó làm. Ai biết, mặt mày gian lắm à. Ai cũng nói gì hết trơn, ai cũng nói mặt em là gian dâm rồi. Trời đất ơi, cái gì vậy trời.
Bên đây người ta muốn đi về rồi nè, sao mà vừa nhây ai mà vừa nói nha, chứ không phải tôi nói nha. Chào em. Dạ, em chào cô Hồng Vân. Tự nhận mình là vừa gian, vừa nhây, vừa khùng, vừa dâm là sao trời. Dạ, tại cái đó là trong cái chỗ đồng nghiệp cũ á, nói là nói chứ phút mà ổng đi buồn lắm, tại vì nó điên điên khùng khùng cho nó vui vậy. Đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó không có vậy đâu. Ừ, quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Rồi lý do chia tay cái người con gái mà... Em khá là tự ti tại vì cô bạn nó quá giỏi. Em cảm giác như em không giỏi bằng người ta cho nên là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà khi tới một khoảng đó thì em cảm thấy là hai đứa đã không còn cái tiếp chênh tục lệch quá, đúng chênh không? Lệch quá. Được rồi đó. Bây giờ để hỏi bên đây nè. Bên đây mình tình yêu ra nè. Dạ chào anh Quỳnh Linh. Trời ơi, mặt xinh dữ trời. Thì đó. Có mối tình nha, nào chưa? Cao nha, cao, cao. Dạ em trải qua một mối tình được 4 năm rồi ạ. Lý do sao chia tay? Tại anh ấy hung hãn quá, với lại là hung hãn hả? Trời, trước một cô gái xinh thế này mà ai nỡ hung hãn trời. Ghen đúng không? Dạ có ghen ạ. Ê bỏ anh ghen đó đi. Dạ. Anh này hơi gian gian chút xíu mà anh không có ghen. Dạ. Thì cũng có BD nữa chú. Đôi BD hả? Nhưng mà tùy theo trường hợp là kiểu mà trong công việc á, con hay giỡn với mấy bạn đồng nghiệp, mấy anh đồng nghiệp, rồi vẫn giỡn vút vút rồi. Trời ơi, sau này nó nhiều tật quá vậy trời. Trời ơi trời, chú nghe chú giật mình luôn nữa. Bởi vậy con cũng gán, con chứng minh là con kiếm được người yêu để người ta khỏi nói con bị con BD. Chứng minh tội nghiệp người ta không ơi. Có thiệt không? Không, con không có, chỉ là giỡn thôi. Giỡn thôi nha. Dạ giỡn vui. Giỡn thôi nha quỷ. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ, một người đàn ông em lý tưởng là chững chạc, có công ăn việc làm ổn định á, không có lăng nhăng này nọ, nó lại bủ phu không dữ, em không thích. Ừ. Dạ. Bên đây cũng nói chung công việc ổn định. Dạ. Ha, chững chạc thì coi lợ. Ừ, cũng 50-50 à. Em muốn tìm mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, em thì em đơn giản thôi, là mẫu người con gái là cỡ chiều cao thì cỡ 1m50 trở lên thôi. Cái hai nữa là dễ nhìn, ưa nhìn. Quá ưa nhìn luôn. Vừa người, dạ, hiền lành, chất phác. Biết là chủ yếu là kính trên nhường dưới và quan tâm hai bên gia đình. Đây nhìn thấy là hiền rồi đó. Dạ. Có dạ. Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ, giống mẹ em là được. Bây giờ em gái đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ em ạ. À. Dạ xin chào hai MC. Tôi chào là chú ạ. Chào con. Tôi là ba của cháu Thi. Con về tương lai thì theo chú nhìn thấy thì cũng được. Bên đàn trai nhỏ, đàn gái 2 tuổi có sao không chú? Thì cái đó giữa đôi đứa mà chấp thuận với nhau, giữa gái hai trai, mà cái đó là cũng là các cụ cũng đã nói gái hai trai mà tốt rồi, không có gì hết. Chú ai lớn tuổi hơn? À chú với cô thì cô lớn tuổi hơn. Lớn hơn mấy chú? Lớn hơn 2 tuổi. Rồi, giống là hay quá rồi. Đó. Thì được rồi chú ha. À, cảm ơn nhà gái, còn nhà trai đi với ai? Em đi với mẹ em, rồi. Với lại một người anh của em. Chào chú Quỳnh Linh với cô Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của Phúc. Thành ra hả, nhìn bé gái bên đây cũng dễ thương. Thành ra hả, thôi để cho hai đứa tìm hiểu nhau. Bên gái quá dễ thương. Thì có như đó thôi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt nha. Đúng rồi. Đáng nha, đáng nha. Bắt đầu đi. Tới buổi chương trình này mình có món quà tặng bạn nè. Mong bạn sẽ thích. Chào bạn, đi lúc mà mình buôn bán nên mình tặng bạn. Rồi, cảm ơn bạn nè. Bây giờ biểu diễn cái lấy tình cảm cái nào. Để con lầy cỡ nào nhặt lên con lầy nào nha. Dạ thì qua đây thì em cũng gửi một bài nhảy cho mọi người xem, mong mọi người đừng chê. À em xin phép rồi. Âm nhạc. À. Vậy nó phải là nhảy. Vậy nó cũng phải là lầy, cái này là nhảy đẹp không? Ồ, nhảy còn mà khi nào có... tưởng đâu là âm nhạc đó đi. Lady first đi, em nói trước đi. À bạn thấy mình như thế nào, có giống như trong bạn rất là xinh, rất là dễ thương,
có một cái giống như là nụ cười tỏa nắng vậy đó. Mình nhìn là mình đã một ít kết một tí. Kết tí. Bạn nói bạn làm an ninh vậy có thời gian mình đi chơi không hay là tìm? Không, thời gian của mình cũng rảnh lắm. Mà anh yeah. Anh đi. Anh chỉ cần là đi đâu cũng được, anh chỉ cần có lý do thôi. Vậy bạn có hay nhậu không hay là? Không, cũng ít lắm, thường thường là chỉ có việc gì đó hoặc là gì đó quan trọng bắt buộc phải uống thì mình mới uống thôi. Mình thì mình thích cà phê là chính. Mình hay đi cà phê mình lắm. Rồi coi phim cũng mình, cho nên là do mình nhiều quá nên hôm ra là về nhà cũng hay biểu lộ, là giống như mình hay dùng cái âm nhạc để mình diễn tả hành động lời nói. Thế bạn thích thích đọc sách đó mà, thế mình đúng rồi, mình cũng thích. Anh thích đọc sách. anh cũng thích đọc sách. Em nhìn mà anh là em có thấy anh Giang hay là cái gì đó không? Không, thấy anh rất là thân thiện, rất là vui tính. Nhìn gương mặt anh giống cậu em á, có muốn nhìn trai giống cậu em. Vậy là mà con già lắm hả chú? À? Mà con già lắm không hả? Phải già, đó nét mặt trẻ có duyên. Nhìn nữa coi có thấy Giang không? Có ấy không? Có gì đó. Ẻo à, cong á. Có không? Không. Em thì em có hay nóng tính đúng không? Anh nói em hay nóng đúng tính, yên tâm đi, về anh nhây nhây chút em hết nóng à. Còn anh thì anh cũng hơi nóng, nhưng mà thường thường anh nóng á thì anh chỉ cần là thường thường mà mấy cái vụ mà làm anh nóng cực kỳ nóng á thì anh cũng không có vũ phô anh về, anh chỉ đập bàn hoặc anh la anh nói này nọ rồi anh ra ngoài, rồi đôi khi ra anh hút một điếu thuốc là anh bình tĩnh lại nhanh lắm. Có, nhưng mà đi với em đừng có hút, em thích. Dạ, anh hy vọng là em sẽ là một cái nguồn động lực để anh giảm dần và anh sẽ bỏ luôn. Tại anh cũng muốn, tại mẹ anh cũng không muốn anh hút thuốc nữa. Mẹ của em á, là lớn hơn ba em 2 tuổi đúng không? Thì mẹ của anh cũng lớn hơn ba anh 2 tuổi. Rất là trùng hợp luôn. Ồ, vậy là có truyền thống hết cả hai gia đình. Yeah, vui quá. Bây giờ để ta bấm đi. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ đưa ra quyết định. Bắt đầu. 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? Em có bấm mà. Có bấm hả? Trời ơi, cái nút này nó dễ sợ quá. Cái nút bấm này thiệt tình à. Có bấm. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, con xin phép cô chú cho con được nắm tay bạn à. Đó. Rồi con xin phép gia đình cho con hôn nụ hôn đầu tiên lên má của bạn gái đi. Dạ, vậy con xin phép cô chú cho con được hôn bạn à. Anh hôn em tí nhé. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. À, quà tát nhiều quá, chúc hai đứa hạnh phúc nghe con. Em là người rất nhiệt tình, ham hỏi, nhiều người thấy lầm là mình hơi khó. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, cái tính mình nữ dạng như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Có lẽ bạn nam kia bù đắp cho con được. Con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ, có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi? Dạ, có người thì một tuần. Ồ. Cũng cho hai con cơ hội gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng họ sẽ sớm hiểu nhau và về chung một nhà. Còn bây giờ Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái.
bây giờ thì hai bạn chỉ ngồi cách cái bờ rào thôi. Mình giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn nha. Dạ. Mời em trai. Trước tiên em xin giới thiệu là cô tên là Lê Thanh Điền, sinh năm nay là 34 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Núi Bà Đen, Tây Ninh. Thì em đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nghiệp là kế toán. Làm ở quận mấy Điền? Dạ, hiện tại em đang công tác ở quận 3, công ty đang ở quận 3. Quận 3. Dạ. Bao nhiêu gái? Giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào nhà trai, chào quý vị khán giả, chào bạn trai ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trang. Theo như mẹ em nói là em còn 8 mùa xuân nữa là đạt U40 ạ. Là 32 tuổi hả? Dạ. Quê cưng ở đâu? Dạ, quê con ở Tây Ninh ạ. Ở Tây Ninh luôn hả? Dạ. Ồ, vậy là hai bạn cùng quê rồi. Vậy mình làm nghề gì nè? Dạ, con kinh doanh tự do ạ, làm phân phối. À, làm phân phối tại nhà mỹ phẩm hả? Ở thành phố thành phố Tây Ninh luôn hả? Dạ, con ở huyện Hòa Thành đó chú Linh. Huyện Hòa Thành có gần không? Điền? Dạ, đi cũng cỡ 20 mấy cây. Cũng gần, vậy là cũng hợp lý rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em trai bên kia? Dạ, em điểm mạnh thì em là người rất nhiệt tình, ham học hỏi và gọi là trung thực, năng động và sống như năng mắt gọn gàng. Thích làm thơ với là thích ca hát. Và cái điểm yếu thì bản thân thì hơi dễ xúc động. Coi phim những phim buồn hoặc là có gặp những hoàn cảnh mà nó cảm thấy buồn thì em hơi rơi nước mắt. Với hai là cũng hơi kỹ tính thì dễ dẫn hiểu lầm á, nhiều người hiểu lầm là mình hơi khó. Do kỹ tính quá đúng không? Dạ, kỹ tính mình ở dạng như sạch sẽ gọn gàng thiếu á. Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của con á là con biết lắng nghe chia sẻ, có chủ kiến, con biết nấu ăn. Còn nhược điểm của con là con hay quên. Thì đi đâu thì con phải nốt lại cái giấy con muốn làm cái gì con mới nhớ. À vậy đó. Rồi cái nữa là có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được là con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lười xíu. Bạn kia lại rất là gọn gàng đúng không? Dạ. Mình sẵn vậy mình nói về mối tình của mình đi. Những mối tình của mình có mấy mối tình rồi? Dạ, con có nhiều phân nửa mối tình. Nhiều phân nửa mối tình là sao? Là dạ là chỉ tìm hiểu thôi, không có cái gì sâu đậm à. Không có tiến tới sâu đậm. Dạ, tức là mối tình dài nhất của mình là bao lâu? Dài nhất luôn của con là 6 tháng. Vậy đó hả? Mà mấy lần 6 tháng rồi? Dạ có một lần 6 tháng. Một lần 6 tháng thôi. Dạ. Còn lại là linh tinh là 1-2 tháng rồi. Dạ có người thì một tuần. Nói chung là cũng nhiều cái nửa, nhưng mà cứ tuần hay tháng, cái dài nhất là 6 tháng. 6 tháng. Rồi bên đàn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Mấy tháng? Dạ được cũng được 2 năm. 2 năm dạ. Cũng sâu đậm mà. Dạ kết thúc năm 2012 tới nay 8 năm rồi. Dạ vẫn ở không, mình chưa có tìm hiểu. Tại sao 2 năm lại kết thúc? Dạ vì em quen thì bạn đó cũng còn nhỏ tuổi thì suy nghĩ mình vẫn chưa hợp nhau nhiều. Thì chia tay. Thì sau này bạn ấy cũng có gia đình luôn rồi, có con rồi. Có con luôn rồi. Dạ. Bây giờ mình nói cái mẫu hình lý tưởng của mình cho bà mối qua nghe đi. Dạ, em chào chị Vân. Rồi, thì chào em người đơn giản thì mẫu bạn gái cũng đơn giản thôi. Chiều cao thì 1m50, 1m55 trở lên, dễ nhìn, dễ thương rồi cân đối. Tóc sao? Tóc dài hay tóc ngắn? Dạ, thì tóc cũng cỡ bằng vai cũng được. Tóc màu đen hay là tóc màu vàng? Tóc thì em lấy bình thường thôi. Không? Em lấy thích thường thôi, đừng. Được. Bình thường đúng không? Cái tóc màu đen bình thường đúng không? Đúng là mẫu người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ Việt Nam. Dạ. Có một mẫu hình nào không? Mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì có mẫu dạng như cũng giống như là Lương Bích Hữu thôi. Lương Bích Hữu hả? Lương Bích Hữu. Wow. Thì cũng dễ thương rồi tròn tròn vậy đó. Có cặp mắt thì một mí này có duyên. Tròn không? Tròn cỡ nào? Tròn cũng cỡ em nè. Tròn cỡ đây được không? Tôi đâu có tròn nữa đó ông sao? Đây nè, tròn giống cái người kế bên á. Ôi ông làm như giờ là ông nhon mà ông nhỏ lắm vậy đó. Cái gì nè đó? Coi nhà gái tôi nè, xin lỗi ạ. Thấy chưa chú? Chàng gái. Bây giờ nghe chàng trai nói bên kia em có được cảm nhận một người như thế nào không? Dạ có vẻ truyền thống. Truyền thống ha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em thích người là có bản lĩnh, sống có trách nhiệm với quan tâm nhiều tới gia đình, chỉ cần vậy thôi. Bây giờ nè, con đi với ai? Dạ con đi với mẹ con rồi mẹ bản thân con với bản thân. Chào anh Di Quyền Linh, chào anh Di Hồng Giang. Dạ. Tôi là mẹ của bé Trang. Dạ. Cũng chào quý vị khán giả, chào bên đàn trai. Lên đây cũng nhờ hai anh Di lặng ghép hai đứa cho nó hai đứa cơ hội. Rồi hết. Hai đứa là các bạn tự cho đó. Tôi thấy cái đứa nhỏ này sao? Được. Được hả?
Con bấm nút liền. À, trời ơi, mẹ dễ thương quá. Mẹ đồng ý bấm nút rồi đó. Còn em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, rồi các dì. Có và mẹ hả? Sếp và một chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi, chúc hai bà mẹ ra giao lưu một cái nha. Anh Linh và chị Hương Vân, tôi là dì của cháu Thanh Điền. Dì nghĩ thì cháu gái bên đây thì ok. Còn cái khoản mà con nói Thanh Điền bên kia, cái vụ mà trách nhiệm gia đình thì con khỏi lo chuyện đó là ok. Thanh Điền thì nó quan tâm gia đình gì lắm. Rất đặc biệt là có hiếu thảo với cha mẹ. Đến đây thì dì cũng mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để tiến xa hơn nữa. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ đâu hả dì? Đây. Đó. Rồi mẹ đứng lên nói vài câu với thằng gái đi. Đó. Đó. Hai bà xui tương lai. Xui gia mình bắt tay. Dạ. Thằng trai nói gì với thằng gái đi. Chị cũng cho hai con cơ hội gặp nhau cho nó tìm hiểu nhau xa hơn nữa chị. Rồi, ok liền. Ok liền. Hai đứa mình xong ca luôn. Không ca luôn. Gì? Chuyến xe Tây Ninh sáng nay chuyển bánh. Vậy là vui rồi ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chào em. Có chút quà gửi em. Dạ, em cảm ơn anh. Để phải thể hiện tấm lòng của anh. Dạ. Còn đây thì nó có ý nghĩa đây. Dạ. Cái này là anh thắt cái tim bảy màu đó. Dạ. Thì cái hình này á mà là em tượng trưng cho em. Dạ. Còn anh này là trái tim tượng trưng. Dạ. Cho anh. Dạ. Là trái tim anh sẽ lớn bao ra thì phủ lại em, phủ kín em để bảo vệ em. Dạ. Còn đây thì cái quả cầu tiết thì anh cũng muốn là tương lai anh cũng như thế này. Dạ. Là hai vợ chồng sẽ vĩnh cửu như thế này đó, là cùng nhau để mà ngắm hoàng hôn hay gì đó. Dạ. Đặt chu đáo dễ sợ luôn. Chu đáo lắm luôn. Này em tặng anh cái cà vạt. À. Dạ. Chứ vậy tại sao luôn lại tặng cà vạt? Rất là đẹp luôn. Một cái màu em cũng rất thích luôn. Đúng màu em thích đúng không? Đúng em thích luôn. Em cũng thích là màu sọc 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 bông bông gì đó. À. Mà như một phải màu xanh. Màu xanh. À, bây giờ lý do nè, lý do tại sao tặng cà vạt? À, dạ anh thì để em muốn có cơ hội gắn bó lâu dài hơn ạ. Dạ. Thẳng đây em cũng có một bài thơ tặng em. Dạ. Anh cũng sáng tác, anh tự sáng tác nhưng mà cũng không hến nổi hay lắm. Thì tấm lòng của anh thôi. Dạ. Thì gặp nhau duyên nợ là đây. Cho anh cơ hội hẹn hò với em. Dạ. Nhờ phước ông mai bà mối dẫn đường dẫn lối. Cho anh yêu em, yêu em yêu cả trái tim. Tình anh tình em trọn đời sắc son. Dạ. Yêu em yêu cả đường đi, cách sông cách núi cũng không cách lòng. Dạ. Cho anh nắm tay cái đi ha. Trời đất ơi. Yêu em giữ vẹn câu thề, chung thủy giữ mãi tình không hề phai. Yeah. Yêu em yêu mãi cuộc đời, dù bao gió dù bao sóng gió vẫn là của nhau, trăm năm hạnh phúc bắt đầu thì chung. Rồi anh sẽ. Dạ cảm ơn. Rồi mình có hát lại mình tặng không? Dạ vậy em xin hát tặng anh một bài là bài tên là Anh. Dạ. Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mùa đông lạnh lùng. Anh đến với anh mang bao tình yêu nồng nàn, nụ cười trên môi xóa hết âu lo. Rồi, hai đứa về chỗ đi. Ngồi nói chuyện với nhau đi. Em cũng quên, em xin gửi phần cho ông bay mà mối nữa. Chị tặng được hả? Em tặng theo tuổi. Ngại quá. Đây là tuổi của anh Quỳnh Linh. Đúng không anh? Rồi. Đây chị Hồng Vân là tuổi của chị Hồng Vân. Ơi cảm ơn em. Trời ơi. Một con ngựa bằng pha lê. Em ơi Linh ơi, em con gì ạ? Con này cũng giống tuổi nhưng mà chưa phải tuổi. Con gà phải không? Mình con khác. Ủa vậy hả? Sao em nhiều con vậy Linh? Không con này. Con này chứng minh nhân dân, con kia con khai sinh khác. Vậy hả? Thôi kệ cũng được. Cảm ơn nha. Dạ. Trời đẹp quá. Tặng gà mái. Không có gà trống, kiếm gà trống không có. Hả? Ý là em mua gà trống ở thị thị á. Thể hiện anh Quyền Linh thì đúng cũng rồi. Là người đảm đang trong gia đình, trách nhiệm trong gia đình á. Đàn ông của gia đình. Chân chất, một mạc. Đúng rồi. Dạ. Em cho anh hỏi là theo quan niệm của em là tình yêu chân chính là sao? Dạ, em nghĩ tình yêu chân chính là có sự chia sẻ với nhau. Giai đoạn đầu thì chỉ tìm hiểu, nhưng mà khi mà quyết định yêu rồi á, mình chấp nhận những cái xấu của người ta, cái tốt của người ta. Còn nếu mình không chấp nhận được thì cái đó không phải là gọi là yêu nữa.
Anh cũng nãy cũng tập trung quá cũng quên hỏi em á, không biết em tên gì ạ? Anh chưa quên biết tên. Trời đất ơi, từ bây giờ mà chưa biết tên nữa. Dạ em tên Trang. À Trang. Dạ em nhớ anh Trang tên có cần gì không? Hỏi anh tên gì không? À dạ. Còn anh? Dạ tại hồi nãy mic hơi nhỏ quá, anh em không có nghe. Không, em thấy giờ hộp rồi đó, hai người quên hết hộp rồi đó. Em nói tên của em luôn đi. Dạ em anh tên Điền. Dạ. Tên Điền. Hai đứa tên đẹp lắm á. Đứa tên Trang, đứa tên Điền góp là Điền Trang. Trời ơi. Trời ơi. Em thấy anh thế nào? Dạ anh đúng chuẩn truyền thống. Nhìn nam tính. À, vậy thôi hả? Anh tưởng em nói đúng chuẩn mẫu người của em chứ ai giờ đúng chuẩn truyền thống hả? Vậy mà chưa đúng chuẩn mẫu em đúng không? Thì chúc anh sẽ biết. À biết kết quả hả? Dạ. Bây giờ quan điểm hôn nhân gia đình thế nào? Hai em trao đổi với nhau luôn. Đối với em thì hôn nhân dạng như là hạnh phúc trong hôn nhân nó như thế nào? Nó quan trọng ở yếu tố nào? Em nghĩ yếu tố là đồng cảm với biết lắng nghe. Rồi còn cũng phải dạ. Lắng nghe rồi tôn dạ. Trọng lẫn nhau. Tại vì không ai toàn vẹn hết. Thì nếu mà mình sống chung mà mình chia ly á, mình bắt từng ly từng tí một á, không có sự đồng cảm, không có sự lắng nghe thì khó không có sống chung được với nhau. Thì em nghĩ là vậy. Thì dặn mình có nỗi buồn gì cũng chia sẻ đúng không? Dạ. Cũng đều dặn tâm sự với nhau, không được giấu đúng không? Mà dạ. Cũng không có sống giở dối với nhau. Dạ đúng rồi. Em cứ dặn như là có ghen không? Em đặc biệt là không có ghen. Vậy hả? Không dạ. Ghen vậy là chắc là tình yêu không sâu đậm hay sao? Nó không ghen á. Không yêu đối phương không ghen thôi. Dạ, tại... Ghen anh cũng thích nhưng mà ghen chừng mực thôi. Dạ. Dặn mình biết cách đúng ghen đúng hay sai thôi. Vậy chứ là... ghen anh cũng thích ghen nữa. Ghen thì người ta mới yêu mình. Nó ghen thôi. Chứ không yêu mình là không ghen. Dạ, em... vậy nó dễ bị là tình cảm nó nhạt lắm. Dạ tại vì em thì giống dạng hai tính cách đối lập nhau á. Ở trong công việc thì em rất là cởi mở, rất là chia sẻ. Còn ở trong cuộc sống thì em hơi khép kín một xíu. Em gọi là nội tâm. Em có người phải là người gia đình không? Quan tâm chia sẻ. Em là người gia đình. Dạ. Thì có quan tâm chia sẻ được rồi. Dạ. Ghen thì từ tính sao tương lai đi. Đâu bây giờ bạn này là kế toán nè thì giờ bạn tính sao? Mai mốt ví dụ như lấy thì, nhau rồi thì dạ. Ai sẽ là người giữ tiền nè? Dạ thì em tuy là em làm kế toán thôi chứ em cũng muốn giao tiền cho vợ giữ. Trời ơi ngon nha. Nhức đầu giữ. Quá hả? Dạ. Đúng không? Nhức đầu quá đúng không? Thì nếu vợ thì nếu làm kinh doanh thì cũng tính toán cũng nhiều hơn là kế toán nhiều. Tính toán về lợi nhuận đồ thứ nhiều thứ lắm. Thì nếu mà hai chồng nếu mà kết hợp nhau thì kế toán với kinh doanh thì nó cũng rất là tốt. Quan điểm về con cái thế nào? Con trai con gái gì đó? Thì em muốn bao nhiêu người con? Dạ em muốn càng nhiều càng tốt. Mà em sợ mình lớn tuổi rồi á. Em cũng sinh năm 88 mà đúng không? Dạ 88. Mình nếu mà tìm hiểu được á thì thời gian mình bao lâu mình được kết hôn? Dạ cái này á thì em nghĩ là nếu mà hai bên mà thấy hợp với nhau á, thấy hợp tính cách với nhau, có thể sống chung với nhau lâu dài á thì thời gian em nghĩ là 6 tháng cũng được mà 5 cũng được, nhưng mà tùy thôi, tùy nếu hai người hợp với nhau thôi. 6 tháng thì đó anh cũng ok đó, thì cuối năm cũng được, ok luôn. Nó càng sớm càng tốt cũng được. Dạ. Em dạ. Nói một câu gì đó rất ruột mình ha, nói những cái suy nghĩ tận đáy lòng về đối phương, cảm nhận đối phương thế nào. Thì anh thì thấy em á cũng dễ thương, đẹp, sống mũi cao, hơn mẫu người lý tưởng của anh rồi đó, hơn rồi đó, vượt tầm kiểm soát của anh rồi đó. Anh cũng mong là mình gặp chương trình, nhờ tham gia chương trình thì cái duyên dạ. Này là thật sự là cái duyên, cho nên thì anh đến với em thì bằng cả trái tim, bằng cả con người mình luôn, có thể là cả tính mạng mình luôn, để bảo vệ em rồi lo cho em hạnh phúc, để em không buồn hay là chạnh lòng hay là buồn thay tuổi thân vấn đề gì hết. Dạ. Đó, anh sẽ cố gắng, anh là người đàn ông trách nhiệm, anh cố gắng để cho em được hạnh phúc và dạ. Vui vẻ. Hay quá. Tôi nghe vậy là tôi bấm liền rồi đó, tôi không có chờ đợi gì hết trơn á. Trời ơi hay luôn. Rồi để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình nhắm mắt lại kiểm tra xem thật sự trái tim mình rung động trước đối phương chưa. Nếu có một chút rung động chúng ta đừng ngại ngùng, bấm ngay cái nút đó. Còn nếu chưa cảm nhận được gì thì không cần bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Các bạn suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1, 2, 3. Hết thời gian. 2, chúc mừng. Yes.
em xin phép gia đình đi. Dạ, thì ở nhân đây chương trình á thì con xin phép để xin phép cho con làm quen với Trang, tìm hiểu Trang và có thể là con thay bác để chăm sóc và lo cho hạnh phúc cho Trang sau này. Dạ, con xin hết. Rồi, Trang nói gì với bên đây đi. Trang nói gì với mẹ với dì nè. Dạ, con chào dì, chào mẹ. Mẹ luôn cũng được, sao cả. Dạ, nhân đây thì lên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì con cũng muốn cho mình cơ hội, cho anh cũng một cơ hội để tìm hiểu nhau. Nếu mà có duyên thì hai người tiến tới hôn nhân ạ. Rồi. À, chào mẹ, chào dì rồi đó, mình chào lợi đi. Dạ thì do lúc nãy thì em cũng con cũng hơi sót với con chào mẹ lại. Mong con sẽ được kêu mẹ nhanh sớm nhanh. Dạ. Này được lắm á. Bây giờ con thấy này được á con. Rồi xin phép mẹ luôn, xin phép mẹ cho con hôn nụ hôn đầu tiên cho em Trang. Dạ thì nhân đây thì con cũng xin phép là mẹ cho con hôn nhẹ môi lên má của em Trang. Dạ. Hôn nhẹ môi của ổng lên má của em Trang. Đó. Dạ được không bác? Vô mẹ. Được à, có duyên lắm á, dễ thương nữa. Thôi chúc hai em sẽ sớm về chung một nhà nha. Rồi đây là quà tặng của chương trình nè. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Tặng hai bạn bộ sản phẩm tinh dầu nước hoa cao cấp mang thương hiệu Say của công ty cổ phần quốc tế Hải Âu Việt. Say, một phần không thể thiếu trong những cuộc yêu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1, năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chúc hai đứa hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Ngày hôm nay chương trình rất là vui khi những cặp đôi đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng tất cả mọi hạnh phúc sẽ sớm đến với họ. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Của em thì em rất thích ca hát. Vì cuộc đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi. Em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, nữ công gia chánh thì em cũng khá. Dạ. Con có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Em có gãy đổ hôn nhân đó chị, hoặc là em ly hôn nay 10 năm rồi. Dạ sao em mới cũng một đời chồng, em ly hôn 6 năm nay. Cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm, nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá, tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. Trời ơi, giỏi dữ trời. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Biết chăm sóc gia đình, chung thủy, chứ nghe lời em là được.
Trời ơi, phụ nữ vậy. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.